Huy Phước hả? Trai. Ủa đâu gái? Dạ em Huy Phước đâu ạ? Anh Huy Phước có bơm sinh nhật em à? Dạ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trai. Đứa nhẹ. Trai bộ nội thì sao ra làm gì? À bu hả? Trời ơi không. À lên đi anh. Đó, để lên cho phải luôn nhạc đi. Rồi. Dạ.
đi. Mày cao mà đứt rồi. Mày nói từ từ thôi. Mày cho bà con nghe, mày nói cái từ nào từ đó nó rõ ra. Ê, 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 ê. Đúng không quý vị? Quý vị nghe gì đúng không? Không phải, nói cái tiếng mày hát nó cứ ghê ghê. Ủa, chết. Nhả ra, nhả ra, nhả ra. Đứa nào nhập tạo ngọc, nhả ra. Nói cái tiếng mày hát có vô dây đời. À, đúng. Ừ. Gỗ gì đó. Ở đâu thét ông làm sao đâu. Không, đó là ông cắt cái cuốn học này, ông thay cái cuốn nhảy vô sao mình nấu được hai cái giọt gì. Không, ông cho thêm một giây nữa. Thôi đi một giây nữa, dây đờn hả? Người ta có 7 giây, 8 giây. Dạ, yeah. Ừ, giây đờn thứ 8 của mày đó. Đi đi, vô để đi. Siêu miệng. Ôi, ăn đi, cho chị xin lại cái giọt đi em. Đem ra là vô mốt. Được anh. Tại sao vậy? Ừ. Vậy. Dạ, thôi sao? Lấy con cho gái có đồ không? Cái này là tự em lấy. Tại sao chị được? Ủa tại sao chị không cản cái cây đầu? Tụi em đang diễn. Trời diễn cái mà diễn trời ơi. Cha đi cho gái đúng rồi. Ừ, sao nó đây là có cho gái đòi được vẫn lấy lại. Ừ, con này. Thấy không? Tao khuyên rồi. Tao nói rồi. Mày không thấy thì mày chỉ là mày hát thôi, không có tin lỗi gì cả. Đủ duyên nói mày hay là ông chăm đi mà trả tao đây đi trả đi người Việt Nam nói là làm con người ta. Dân ca bôi lợi lô. Dân ca. Ủa, ủa còn cái dân ca thôi. Dân ca bôi lợi lô. Ông này ơi, ông dân con lợi. Dân ca với mình. À, bà nên có tóc hồi chứ. Mà mày làm được cho tao không? Sao được má, trời coi nghe. Giả chân hả? Con chị cứ tự nhiên. Má không giả chân con hả? Mày ơi. Không, để chị tự nhiên đừng có kêu. Rồi, vô chân ca mưa lên, chân ca thôi. Mày sao không chịu? Tâm gì? Tâm nói luôn đó. Tâm nói làm gì? Thì tâm đang hát đó. Thì ra tao xin cái thiên thì tao nói. Rồi, riêng, chị nói đi. Thí dụ nè, thí dụ đi nè. La trưởng tăng đô vô nhảy liền đứng lên vô được về đêm để bấm tay sạch sao hơn với sách văn. Hay quá đó. Thôi là test thôi. Rồi được rồi, la trưởng đi vô. Cái này bán vé cho nó chạy, cho nó nhanh chứ giờ em ma giọng như vậy hát ra không được nữa. À, giọng hát không được nữa hả? À, người ta muốn người để hát mà hát không được nữa khỏi ăn lương. Tao hát được nha. Từ ngày cái gì vậy bà nội? Con quỷ. Thôi chị hát đi. Anh Kim. Rồi hát đi vậy vô. Rồi, hồi nãy là test thôi, lần ra đây này. Làm lại đi mình. Quên lên cái gì đó hả phải? Dạ cô, cô cả. Dân ca thì phải là hát làm cho mấy bạn test thôi. Nói đi vô coi. Quay à. Đêm nghe con gái đông đầy đuôi nhớ về nhà.
thôi vô bình thường đi. Bình thường đi phát được. Son thôi, son thôi, đừng có thăng. Ừ, son thôi. Đổi đồ hoài luôn mà không có bộ nào ra bộ nào chứ vô. Kiểm tra đi. Dạ kiểm tra nào.